Đợi các bạn để tiếp tục chương trình thì bây giờ chúng ta sẽ ghé vô quán Sông Trăng. Nó nằm ở trên Bình Quới nha các bạn. Thì mời các bạn theo Dũng. Bây giờ mình vào đây là để ăn uống. Đây là lần đầu tiên á, Dũng vô trong đây. Xe Dũng, xe anh Hưng. Thì view cũng khá đẹp. Lần sau Dũng sẽ dắt vợ con vô. Mời các bạn xem qua view của quán. Giờ anh Hưng anh Lâm vô chọn bàn trước. Vô trong đây cảnh đẹp quá, thành ra giống như mình trở lại restart lại từ đầu rồi, cảm thấy là tỉnh lại đây. Còn anh Lâm thì không biết sao, còn Dũng với anh Hưng là ok, best show rồi. À, đây có cái tàu bus đi từ quận 2 nè các bạn. Đi từ cầu Sài Gòn qua bên hình như đến khúc hầm Một Sim thôi. Đó, các bạn thấy không, cái tàu màu vàng đó. Đây các bạn thấy cái tàu bus chạy không? Thì xa xa đằng kia đó là cầu Sài Gòn, thì vừa xuống cầu Sài Gòn mình quẹo vô quận 2 là có cái bến của tàu bus này. Và tàu sẽ đi di chuyển khi mà đủ khách, di chuyển khoảng nửa tiếng cho tới 45 phút đi về hướng hôm bữa mình hỏi hình như là ngay bến Bạch Đằng, họ sẽ chạy đến Bạch Đằng các bạn. Ok, chúng ta đi tiếp vào bên trong xem cái view của quán. Rồi, và đây bây giờ Dũng gửi đến các bạn cái view của bến Sông Trăng. Rất là thoáng, sạch sẽ và thoải mái. Thì trần rất là cao, trần được làm bằng bạc cho nên mát lắm. Mùa mưa này là thôi khỏi nói hết sảy luôn. Thì cái nhóm của Dũng, các anh đã chọn được cái vị trí mới để ngồi rồi. Đây nhóm mình bây giờ là tất cả là 4 người lớn và 1 trẻ em. Thì order một cái menu mới để mà ăn. Bánh mèo mới chưa? Em vô rồi xíu thêm ga cho. Bánh xíu thêm ga đúng không? Bánh mèo kêu luôn anh. Kêu rồi, kêu rồi. Em kêu rồi. Món thứ hai em kêu anh nha. Giờ em chọn này để em chỉ cho. Đó, đúng rồi, là phải để người ta chỉ cho anh. Là anh phải chịu. Cái món giò heo đó là ăn từ sáng đến tối mát luôn. Gỏi Sông Trăng ăn gỏi không? Tại vì thôi chơi cái món giò heo đi em, gỏi đi. Giò bánh bèo với lại gọi giò heo chiên giòn hả anh? Hay gì? Gọi chiên giòn là em ăn là 4 người luôn á. Anh ăn á. À, em đâu kêu đâu. Kêu món nào mà ăn chiều thôi, ăn nhẹ thôi. Bốn người ăn hết cho năm tuổi. Ai đồ. Chắc đúng rồi của ổng quá. Rồi ok. Cái gỏi Sông Trăng nó có lấy luôn em. Lấy luôn gỏi Sông Trăng này. Các bạn thì lâu lâu á là anh em Dũng mới đi relax một bữa cuối tuần nha các bạn. Còn ngày thường là đi làm thôi chứ không phải là đi chơi đâu nha các bạn. Không phải là ngày nào cũng nhộng nha các bạn. Đây là lần đầu tiên Dũng được anh Hưng giới thiệu vô quán Sông Trăng. Nó nằm ở trong Bình Quới nha các bạn. Thanh Đa Bình Quới thì mình đi từ hướng Sài Gòn vô, nó nằm bên tay trái. Các bạn cứ đi từ từ để mà tìm nha các bạn. Quán view rất là đẹp. Các bạn cứ xem qua. Ở đây là địa chỉ số 233 Bình Quới các bạn, phường 28 em. Phường 28 Bình Quới các bạn. Ok. Mình gửi đến các bạn để mình cùng chia sẻ với nhau những cái nơi độc lạ ở Sài Gòn nha các bạn. Ok. Đây các bạn, thì ở kia là cái cổng đi vào, khách đang đi vào đó các bạn. Thì vào bên trong, gửi đến các bạn này là cái view của quán. Các bạn xem qua nha, view rất là thoải mái. Có nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà bố trí bàn ghế thì số lượng khách được rất là đông. Ở đây có thể lên được khoảng, theo mình nghĩ là khoảng 100 khách luôn. Rất là ok. Bên kia là cái view sông nhìn qua quận 2 nha các bạn. Nghe bờ kè quận 2, góc bên đây là cầu của Sài Gòn các bạn. Lúc nãy mình thấy được cái tàu bus đó là từ cầu Sài Gòn đi về hướng bến Bạch Đằng. Còn đây là các bạn của mình. Sông Trăng, lần đầu tiên Dũng vô đây. Nhưng mà Dũng thấy hài lòng đầu tiên là cái view. Đây là bánh bèo các bạn. Còn đây gọi là gì anh Hưng nhớ không Hưng?
Đây là món gì quên rồi. Món gì biết không? À, quên rồi, gỏi sông Trăng. Sông Trăng, gỏi đặc biệt sông Trăng. Gỏi đặc biệt nha bạn, của sông Trăng. Gỏi sông biết gỏi đặc biệt sông Trăng là năm nay. Thì ở đây là có bánh đa. Ở đây là đây bánh đa đây cơm trái ha em. Bánh đa các bạn, chà bông cá ở dưới là gỏi nha bạn. Một món đây là giò heo sông Trăng. Em làm cho anh một câu. Đây là giò heo sông Trăng các bạn, rất là hấp dẫn. Em qua đây. Ok, giờ mình sẽ anh Hưng review bánh bèo đi anh Hưng. Ok. Trời đất ơi, sao anh cảm giác anh ăn sao? Ăn rớt luôn. Chằn quá. Anh cho cảm giác về cái bánh bèo đi anh. Bây giờ cứ mời các bạn xuống quán sông Trăng trải nghiệm. Là ok. Ok, bổ rẻ. Ý anh Hưng là mời các bạn hãy đến sông Trăng để thử mấy món này. Đây là món mình nhóm mình đã gọi đó là bánh bèo nè bạn. Ba món thôi. Rồi ghê. Rồi giò heo chiên giòn. Và đây là món gỏi. Cũng tiếc là do hôm nay mình đi công việc cho nên là mình không có đưa vợ con đi heo được, nhưng mà hứa hẹn là lần sau. Sau này em biết được cái view ở đây rồi Dũng sẽ đưa vợ con đến đây để mà dùng bữa nha bạn. Ok. Rồi đây bạn Thu, vợ của anh Lâm vừa ăn thử cái gỏi chà bông cá. Nãy tụi anh đi câu sông Trăng chiên giòn chà bông cá, đây là chà bông cá. Thì theo bạn bạn vừa nếm thử thì như thế nào, nói nghe coi. Rất là đã, rất là ngon. Thôi nói thật lòng đi, cái chà bông như thế nào? Ngon lắm các bạn ơi, đây là sợi lấy gói hồi số rồi mà chấm với lại nước mắm chua mình năng thử. Thử miếng chà bông luôn đi, coi như thế nào. Cực kỳ là ngon luôn nha các bạn. Đây chà bông em. Chưa thử biết ngon bà. Không có đâu. Ông tiếc rồi. Mình đang nói là vừa xoài mà, này là chà bông thì mình ăn thử này. Bà đâu có nhập tâm quá, ông Lâm té luôn. Em ơi. Rất là ngon lắm các bạn nha. Được không? Ok ha. Lấy gói rồi. Đây là giò heo chiên giòn. Giờ bạn Thu sẽ ăn thử nha bạn. Khi cái này mình ăn thì mình sẽ chấm vô trong cái nước tương này và cảm giác rất là hay sao? Giòn tan, rất là ngon nha các bạn. Có giòn không? Giòn tan. Nhưng mà còn cái vị của thịt heo có bị lạc không hay nó mặn hay nó sao? Chính là vừa. Vậy. Nó mặn hay là cái vị nó như thế nào? Cái vị của nó lạc, chấm nước tương rất là vừa ăn nha các bạn. Hồi nãy là em thấy con gói em rất là ngon mà. Giò heo chiên giòn. Rồi. Ở đây là cái bà món thứ ba nha bạn. Ăn kèm chung với lại kim chi à? Kim chi. Không ăn chất quá rồi. Phải kim chi không? Ăn kèm chung với lại các bạn kim chi nha các bạn. Rất là ngon nha. Các bạn muốn đậm vị hơn thì mình chấm với nước tương. Rồi. Ngon. Bây giờ nói các bạn thì bây giờ Dũng sẽ review tới món giò heo chiên giòn nha các bạn. Ủa ăn nãy rồi. Có Dũng nha. Đúng không? Giờ đi với ai? Đây, giờ cái nhà Dũng với Dũng nha, ok. Nhất là diện cái ao đúng không? Giờ tôi nói diện cái ao mà. Giòn, hồi nãy mình ăn thử rồi, giờ mình ăn lại lần nữa. Chắc nữa không? Hồi xưa mấy người đi với ai? Con cái bây giờ nó vậy rồi. Rồi lên YouTube. Dạ, ra quay. Theo Dũng á, thì món này ăn với tương xí muội ngon các bạn. Đi với ai? Chỉ là nước mắm thôi. Hả? Nên đổi thành tôi sẽ muộn. Bây giờ muốn nhắc Dũng sẽ thử review cái bánh bèo ở đây cho em như thế nào nha bạn. Thì bánh bèo đây sẽ ăn với nước mắm. Ok, mình sẽ thử coi như thế nào. Cho bánh bèo vô chén luôn. Đây bạn, giờ nước mắm nha, Dũng bỏ vô nha bạn. Thử coi ngon không? Rồi xin mời cả nhà nha, ăn thử miếng bánh bèo của quán sông Trăng nha bạn. Món nào cũng ngon hết trơn á. Theo Dũng á, cái bột bánh bèo á, lâu lâu Dũng mới ăn lần, nhưng mà Dũng thấy cái bột này dẻo. Bột bánh bèo này dẻo nha bạn. Còn nước mắm thì người ta lúc mà người ta làm nêm nếm vừa ăn cũng nguyên. Ăn được có thể là dùng được các bạn, khách order ok. Được. Và cả nhà Dũng với Dũng nha. Đây là cái menu của quán sông Trăng nha bạn. Dũng xin phép gửi tới các bạn để xem qua một số cái món cơ bản của quán nha bạn. Thì đây là chị Trần Thị Thanh
và đây là một số món của quán, nem chua, giá cả rất là bình dân nha các bạn. Menu cũng khá dày cho nên là mình sẽ lướt qua nha các bạn. Rồi tiếp theo rất là nhiều món, quá trời món luôn. Review kiểu này các bạn cập nhật có kịp không các bạn? Có gì các bạn hãy bấm stop lại để mà xem qua cái bảng giá nha các bạn. Ok, quá trời món luôn. Thì ở đây menu cũng khoảng chục trang hơn á, cho nên là Dũng xin phép Dũng lướt qua nha. Tính ra giá cả thì cũng hợp lý. Một món này là nếu mà một người là có thể là ăn no rồi, cho nên là cả gia đình vô thì chắc cũng khoảng 3-4 món là vừa nhé bạn. Bạn xem qua. Có hai bàn tinh quy, một là bàn này. Đây các bạn. Có nhiều món, đó là những cái món sẽ cập nhật lại tên cho nên là người ta dán trắng. Thì các bạn cứ xem nha. Thì ở một cái video thực tế nhà Dũng gửi đến các bạn một cái cập nhật mới của quán Sông Trăng. Nó nằm ở khu Bình Quới, Thanh Đa. Rồi các bạn cứ xem nha. Quá nhiều món, nãy giờ Dũng lật cũng mấy trang nhưng mà chưa hết món luôn. Quán diện tích cũng vừa phải nhưng mà quá phong phú về món ăn luôn. Rất là nhiều. Bây giờ ở đây là mình tới Tráng Miệng rồi, thì có lẽ là sắp hết rồi. Nhưng mà qua Tráng Miệng cũng quá nhiều luôn. Nước và khác, nước bia, rượu rồi kia rồi các cái. Rồi hết rồi. Ok, thì một cái cơ bản gửi đến các bạn như vậy về quán Sông Trăng, để mà mình cập nhật thực tế về cái giá của quán. Và hôm nay cũng có cái duyên để mà đến làm vlog ở tại quán, thì cũng gửi đến các bạn một cái giá thực tế của quán để mà các bạn nếu cảm thấy cái view ok, hợp lý thì cũng ủng hộ quán ha. Đời thường thôi, thì mình đi tới đâu mình cũng review cho các bạn xem qua những cái gì mà mình đã từng trải nghiệm nha bạn, thực tế của quán. Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ ngồi ăn uống nha bạn, thì ở đây gần full bàn luôn, rất là gọi là rất là đông. Mình cảm thấy là cái thực tế, nếu như đồ ăn ở đây không giá cả thực tế hợp lý, đồ ăn không ngon thì sẽ không được như vậy đó bạn. Cho nên là nếu có dịp thì Dũng sẽ đến ủng hộ và hy vọng các bạn cũng đến ủng hộ quán. Ok bạn, thì bây giờ video cũng đã đầy đủ nội dung rồi, Dũng cho phép kết thúc video ở đây các bạn. Nếu các bạn thấy hợp lý thì hãy like, chia sẻ kênh và đăng ký kênh giúp Dũng để mà Dũng có thêm động lực để tạo thêm nhiều video về các bạn ở đời thường của Dũng và những gì mình có thể trao đổi và chia sẻ với các bạn, những cái thực tế nhất trong cuộc sống nha các bạn. Ok, nếu video thực tế các bạn hãy đăng ký kênh giúp Dũng và ủng hộ Dũng nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn một buổi tối và cuối tuần vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt.